Thật là bất ngờ phải không cô bác anh chị, khi mà Mùi Hồ có dịp lên một cái khu du lịch Nhà Vương thì lại gặp những cái đứa trẻ nó bán những cái vòng hoa như thế này, giá chỉ 10.000 đồng thôi, và làm cái điều đó làm cho Mùi Hồ rất là cuốn hút để mà gặp các bé nhà các bé thắt, để mà cho mọi người xem ở trong cái clip này. Cô bác quý anh chị, thật là bất ngờ khi mà Bùi Hồ trên đường tìm đến Nhà Vương thì gặp các cháu bé người Mông ở đây thắt những cái vòng hoa rất là đẹp. Và các cháu bảo là bán 10.000 một vòng. Cái vòng hoa này là vòng gì hả con nhờ? Hoa ghệ chuông. Hoa ghệ chuông hả? À, đẹp thế. Con tự thắt hay là mọi người thắt giùm? Tự thắt hả? Hoa này con hái ở đâu? Hái ở nương. Hái ở nương nhờ. Thơm quá nè, chú mừng coi. Rồi bây giờ sao ta? Ồ, bây giờ mua cho bạn nào rồi, không mua cho bạn nào? Ờ, mỗi một vòng như thế là 10.000 nhá. Rồi đâu 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 đội lên đầu cho chú xem nhé. Ôi ơi, rồi, ai bày cho các cháu trò này thắt vậy? Ai bày cho các con trò này các con thắt nha? Hả? Tự thắt nha. À, cho ông mượn một vòng, chú mượn một vòng, chú đeo thử nha. Ở vòng khá là đẹp nha. Mình đeo như thế nào? Đeo như thế này đúng không? Đúng không? Nhìn thấy có đẹp lắm không? Hả? Cười lên ngay, ba bạn ngồi xuống ngay cười cái coi. À, ngồi xuống đi con. Chào tất cả mọi người, chào cô bác quý anh chị. Cái con là người gì? Người Mông nhà, các con gần đây không? Có gần đây nhà. À, ba mẹ dạy có các con thắt hay sao? Tự thắt hả? Nhìn các chị thắt, các con tự thắt theo. Các con biết bán cái vòng như thế này từ khi nào? Tự học thôi nhờ. Ngoan quá luôn, chú không ngờ là các con có thể tự bày những cái trò thắt. Vòng này là hoa gì? Hoa ghế chuông. Ồ, đẹp quá. Cô bác anh chị thấy Bùi Hồ đeo nó có đẹp lắm không? Khi mà thật bất ngờ khi mà trẻ con ở đây chơi với những cái trò này, vừa đẹp nè, vừa thơm nè, vừa gần gũi với thiên nhiên nè, thật là một điều thú vị phải không cô? Chào cô mọi người đi các con nha. Bây giờ chú chỉ lấy một vòng thôi, và chú sẽ mỗi một vòng 10.000 đúng không? Đúng không? Rồi chú sẽ gửi cho mỗi bạn này 10.000, bạn này 10.000, bạn này 10.000, bạn này 10.000, nhưng mà chú chỉ lấy một vòng thôi. Được không? À, khi Bùi Hồ thấy cái tụi trẻ bán những cái vòng đeo như thế này rất là đẹp và rất là hứng thú, khi mà không biết là tụi trẻ nó sẽ thắt với nhau như thế nào. À, cái con hái lá này ở đâu vậy giờ? Trên đây nhỉ? Ôi. À, các ba bạn thắt, còn hoa này thì hoa ghệ cái gì? Hoa ghệ chuông là mình đã có sẵn rồi đúng không? Bây giờ thắt tặng cho chú được không? Được không hay sao? Ôi, không ngờ những cái cánh hoa nhỏ nhỏ như thế này đó, mà các bé lại bày ra cái trò là thắt hoa gãy chuông làm vòng đeo rất là đẹp và đặc sắc luôn. Đây Ngọc ơi, ôi, mỗi một vòng như thế là các bạn thắt lâu không? Thắt lâu không con? Ôi, các chị dạy con thắt nha. Ôi, khéo quá. Đây nữa nè. Ôi, con bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi, con học lớp mấy? Lớp 6. Con tên gì nè? Tên là Giàng. Giàng. Con 12 tuổi, con học lớp 6. Còn chị ở đây? Chị bao nhiêu tuổi? 13. 13 tuổi, học lớp 7 hả? Trường của các con gần đây không? Các con hái hoa này, hoa gãy chuông này, các con hái sai không? Ồ, cái hoa này hoa không phải là hoa gãy chuông nè. Này hoa gì con? Hả? Hoa dại. Ôi ôi, khéo. Thật là bất ngờ khi mà các bé tự biết hái những cái hoa dại có màu sắc khác nhau để đan vào ấy để cho các
cho đẹp hơn. Ngồi ăn đó đi, ngồi đó đi, không có sao cả. Bạn nhau không mà. À, đã biết kiếm tiền ở cái khu du lịch này khi các bé tự tay mình hái những cái hoa này, hái những cái hoa dại và những cái lá này là lá gì con nhờ? Lá cỏ hả? À, lá cỏ mà đúng không? Cỏ cho bò ăn mà đúng không? Đúng không con? À, các cháu lại tự thắt được những cái hoa như thế này. Một ngày con bán được nhiều vòng không? Con một ngày con bán được bao nhiêu vòng vậy? Hai ba vòng. Hai ba vòng à? Ba mẹ con đi làm gì? Làm nương. Hả? Làm nương. Làm nương ha. Nương trồng ngô á. Con để lên đây đi, con để lên đây đi để thắt cùng với chị của mình. Để lên đây được không? Ừ, để ở đó đi. Ôi, đẹp quá luôn. Đây. Đây là cái sản phẩm khi các bé làm xong này cô bác với anh chị. Nó không ngờ là nó lại tỉ mỉ và khéo đến thế. Mong là cái clip này sẽ được mọi người, nhiều người cùng ủng hộ để cho các bé có thể dịp thể hiện những cái tài năng của mình nhé. Các con thắt từ năm mấy tuổi nè? Mấy tuổi là con đã biết thắt rồi? 10 tuổi là con nào biết thắt. Còn vàng này được bao nhiêu tuổi là biết thắt? 10 tuổi là con đã biết thắt 2 năm nay rồi đúng không? Còn con là đã biết thắt 3 năm. Con dạy cho em hay sao? Hay là tự học? Rồi này nó còn dư ra rồi sao ta? Lát nữa này, này nó còn dư ra con làm sao? À con ngắt bỏ nha. Thật là bất ngờ lắm cô bác anh chị khi mà Mùi Hồ có dịp lên một cái khu du lịch nhà Vương thì lại gặp những cái đứa trẻ nó bán những cái vòng hoa như thế này, giá chỉ 10.000 đồng thôi, và làm cái điều đó làm cho Mùi Hồ rất là cuốn hút để mà gặp các bé nhà các bé thắt để mà cho mọi người xem ở trong cái clip này. Chị tên gì? Dính. Dính, chị Dính. Ở đây là vàng đúng không? Giàng. Giàng. Các con là người Mông nhờ? Vâng, người Mông. Những ngày con không đi bán gì thì con phụ giúp mẹ hay sao? Con phụ giúp mẹ đi nương hay sao? Mẹ đi nương. Năm rồi con có được lãnh giấy khen không? Giàng có được lãnh giấy khen không? Các bé thì lại biết ở đây hoa này thì khi mà cái hoa này thì các em lại để những cái hoa khác nhau nè, cái bông dại khác nè, xen lẫn với nhau tạo nên những cái màu rất là đẹp. Còn ở đây thì còn các em lại chọn cái màu này là một cái màu tím pha lẫn với màu trắng thì nó sẽ nó có độ thu hút hơn. Các con thường ra đây thắt ở đây hả? Các con ra đây thắt ở đây rồi sau đó thì các con mới mới đem ra ngoài kia các con bán đúng không? Ở đây xin phép tự nhiên đây, ở ngoài sau lưng là một cái ngôi mộ. Nó có gì con xin phép nha. Các con thường ra đây chơi lắm à? Nhà con ở đâu? Gần đây không? À, nhà con ở đó à. Lát nữa dẫn chú lại nhà con chơi được không? Cho tham quan nhà con được không nhờ? Nhà Giang gần đây không? Đó luôn hả? Đáng dẫn chú lại nhà con được không? Vâng không? Có nha. Nha.
Ờ, các trẻ bên kia thì lại đi lên nương ngô rồi. Các bé nam kìa, các bạn nam kìa. Đang đợi một cái sản phẩm nào đó thì bây giờ nè, cho chú gửi này lên đây nha. Đẹp quá mà. Còn một cái vòng nữa đâu? Cái vòng của con đưa cho bạn kia rồi hả? Nhét tiền vô đi con, nhét tiền vô đi nha. À, con đem ra ngoài trước bán rồi hả? Ôi khéo quá, xong rồi hả con? Tổng cộng là bao nhiêu nè? Bao nhiêu chùm bông để con kẹp vô nè? Một nè đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Điếm là tiếp tiếp rồi. 11, 12, 13, 14. Rồi tiếp tục. Nhiêu bông còn mình thêm nữa nhờ? Nhà cô các bé thì ở đằng cái góc xa đằng kia cô bán với anh chị. Mai mốt chị chú thắt vòng với được không? Hả? À, được không? Được. Các con không cần gì phải ngại, cứ nói lớn lên đi. Khéo quá luôn kìa. Nè, nó thấy không? Là nó lỡ may nữa chừng mà nó đứt rồi sao ta? Con. Lỡ nữa chừng nó đứt cái cọng cọ này ra rồi sao? Hai bạn đều thắt nhanh như nhau nhá. Chị thì thắt nhanh hơn em nè. Khi mà trẻ con ở đây không có những cái thiết bị hiện đại như tổng ví dụ như là giỏi quá, biết thái cái này nè, ngắt gắn lên luôn, giỏi quá luôn. Khi mà những trẻ con ở vùng cao này không có những cái thiết bị hiện đại như là điện thoại hay máy tính bảng thì trò chơi duy nhất của các trẻ con đó là thắt những cái hoa này. Và các con khi mà chơi thì các con có thể đem ra kinh doanh để bán để kiếm tiền để mua sách vở đi đi học nè. 10.000 đồng một hoa như thế này. Làm bằng thủ công thì công sức cũng khá là công phu và tỉ mỉ và đẹp đẽ đấy cho cô bác quý anh chị khi đến đây để mà chụp hình. Và những cái bạn nam á, ở đây thì đa số toàn là bạn nữ thôi. Còn những cái bạn nam thì phải sáng sớm phải cùng ba với mẹ của mình lên nương ngô phải không con nhờ? Bắt đầu thắt ra nhờ, cắt ra. Tôi không ngờ là cái đôi tay của các em lại khéo léo đến như vậy. Ngay cả người miền xuôi của Bùi Hồ thì cũng rất là nhiều hoa, nhưng mà các trẻ con thì lại không biết thắt hoa như các bé này. Ôi, mỗi hoa một sắc màu khác nhau, mỗi một cái vòng một sắc màu khác nhau. Vòng của bạn bên đây thì chỉ màu trắng pha lẫn với lại những cái đo bông chưa nở màu hồng. Còn bạn bên đây thì lại có những cái bông màu sắc nó sặc sỡ hơn, đó là màu màu tím nè, màu vàng nè, rồi màu bông chưa nở nè, màu sen, màu tím sen, với lại một số bông đã nở màu trắng. Còn bạn bên đây thì lại chọn một cái mảng màu khác, đó là chỉ là màu trắng thôi, một bông một. Đó, thì khi các bạn có thể có là nhiều lựa chọn, con thích thắt như thế này hay sao hả? Con thì thích màu sặc sỡ hơn, nhiều hơn, dày đặc hơn. Ôi đẹp quá luôn. Cho con một like, cho con một, cho vàng một like với lại cho xin đúng không? Gì quên mất tiêu rồi. Dính cho dính một like nè, cho vàng một like nè. Rồi các con biết like là gì không? Dính biết, vàng biết không? Không à, con có thường chơi điện thoại không?
Không có điện thoại. Nhà con có điện thoại không? Bố có. Bố có, con có thường lấy điện thoại của bố chơi không? Có. Ôi xong rồi nha. Ờ con tự thắt lên con, sao con cuộc lại được vậy? Con cuộc lại bằng gì nha? Thiết bị có sẵn. Giàng thì chắc có lẽ là thích màu sắc đẹp hơn. Còn chị Dính ở đây thì thích hoa đã nở nhiều hơn. Và thích chị thích một màu thôi. Bên kia có bạn kia đi ngô kìa. Đi nương ngô kìa. Ôi, ôi, đổi lên ơi. Đẹp quá. Hoa rễ chuông. Đúng không? Ôi. Ôi. Rồi, rồi bây giờ con đội vào thử xem có đẹp không. Ôi, nhìn đẹp quá luôn. Nhìn giống một cô công chúa quá. Lúc nhỏ con thường chơi trò này hay sao? Đâu cho đâu con đội lên cho chú thử xem coi. Con đội lên cho chú coi. Đội lên cho chú coi dàn dính nha. Đẹp không cô bác quý anh chị? Phải nói là khá là độc đáo. Khi từ tay bé thắt tặng cho Bùi Hồ, một YouTuber từ miền xuôi lên đây, một cái hoa ghệ chuông với lại những cái vật dụng có sẵn, đó là những cái cây cỏ, những cái cây cỏ dài như thế này. Nhưng mà ở đây cái hoa này nó có một cái hương thơm rất là ngào ngạt nè. Đây, những cái mùi hương của nó rất là dễ chịu. Đây, nó trang điểm cho mình thêm đẹp đẽ. Quá đẹp luôn. Ôi sao mà canh vừa cái đầu hay vậy ta? Hả? Ai? Rồi bây giờ chị được rồi, con đội lên đi. Rồi bạn của có dàn xong chưa? Rồi chấm điểm rồi. Chấm điểm coi. Đẩy ra bây giờ mình treo gì đi. Của bạn rồi mình để đứng lên như thế này, cầm như thế này nè, cầm như chúng nè. Của bạn của dàn á thì hoa có nhiều màu nè. Rồi có được những cái hoa khác nhau nè. Đó, cho bạn vàng lại biết thêm những cái hoa màu xanh ở đây nữa. Đó, ở trong này thì có tất cả là 3 loại hoa. À, cho bạn vàng 10 điểm. Tiếp theo của bạn dính, mặc dù là đơn giản nhưng mà các hoa này nó đã nở rồi và nó tạo một cái nét riêng nữa. Cho bạn này 10 điểm luôn. Một tràng pháo tay. Cho tay đi. Rồi cho tay đi con. Rồi bây giờ con đây. Nè, xong rồi đúng không? Lát nữa chú gửi tiền cho. Chơi với tụi nhỏ này vui thiệt. Này đổi lên sao ta? Con đổi lên đi, con đổi lên đi. Con đổi hoa của mình lên đi. Rồi, ngồi gần lại, ngồi là gần, con ngồi gần lại đây này. Kính thưa cô bác quý anh chị, ở đây là xã gì con? Saffin. Kính thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ đang có mặt tại xã Saffin, một trong những cái xã vùng cao của vùng sâu của thị trấn của huyện Đồng Vân, tỉnh Hà Giang. Và hôm nay thật là bất ngờ khi Bùi Hồ cùng với các bé Dính nè, em Dính và em Giàng ở ngoài sau lưng đại chơi một cái trò chơi, đó là đeo vòng hoa bằng đeo vòng hoa ghẻ chuông, một cái vòng hoa rất đặc biệt và đặc trưng của vùng cao nguyên vùng núi đá như thế này. Và Bùi Hồ muốn gửi thông điệp của bác quý anh chị ở đây là tụi nhỏ ở đây rất là thơ ngây và dễ thương, và hãy dành một cái tình yêu thật đặc biệt cho tụi bé nha. Bây giờ mình sẽ chào mọi người đi. 2, 3. Chào mọi người đi con. Chào mạnh lên. Chào mọi người. Nhanh đi. Chào mọi người.